Xin chào các bạn, tôi là Mộc Lan. Hôm nay tôi làm cái video này là để muốn nói về kỹ hơn về các cái tính năng nổi trội của phần mềm kế toán Mộc Lan Accounting phiên bản Pro V4 mà rất nhiều các bạn chưa phải là học viên của Mộc Lan rất là thắc mắc và tò mò xem là cái bản Pro này nó có khác gì so với cái bản Free mà Mộc Lan đã tặng miễn phí cho cộng đồng không? Vì sao? Vì cái phần mềm bản Pro V4 này là Mộc Lan thiết kế riêng biệt sử dụng để làm việc và chỉ dành tặng duy nhất cho chính các học viên của mình khi tham gia các khóa học cùng với Mộc Lan. Nhìn qua thì trên màn hình của tôi đây là phần mềm kế toán Mộc Lan phiên bản Pro V4. Nhìn qua thì các bạn có vẻ là thấy cái giao diện nó tương đối giống với bản Free, tuy nhiên khi đi vào làm việc thì các bạn mới thấy được cái sự khác biệt rõ ràng và cực kỳ tiện ích giữa cái bản Pro này với cái bản Free mà các bạn đang được sử dụng. Đầu tiên là tôi nói về phân hệ quỹ. Nếu như khi bạn sử dụng phiên bản Free thì cái phần sổ quỹ phiếu thu và phiếu chi này là dùng để các bạn in ấn phiếu thu chi. Thì đối với bản Pro V4 này, mục phiếu quỹ tiền mặt và tiền gửi, phiếu thu sẽ là phần để cho các bạn nhập liệu trực tiếp vào đây. Các bạn nhập liệu trực tiếp vào đây, tại mã đối tượng thì ở đây sẽ có những cái list danh sách mã khách hàng nhà cung cấp các bạn đã khởi tạo để các bạn chọn. Các bạn có thể là tìm kiếm theo tên gần nhất, tìm kiếm theo mã, tìm kiếm theo mã số thuế hay là địa chỉ đề ra. Tôi ví dụ như là Hoàng Bách thì tôi muốn tìm chữ Hoàng Bách thì nó sẽ lọc ra cái Hoàng Bách này, các bạn thấy được chưa? Đó, ra duy nhất có một thằng Hoàng Bách. Hoặc là tôi muốn tìm theo mã số thuế là 3099 chẳng hạn thì tôi sẽ gõ là 3099. Đó, cái tính năng tìm kiếm là một cái tính năng tiện ích đầu tiên mà tôi nói đến khi các bạn sử dụng phần mềm bản Pro. Các bạn nhập liệu cực kỳ nhanh. Còn trong quá trình nếu mà chưa khởi tạo mã đó, các bạn có thể click vào dấu cộng này để thêm mới tạo mã như bình thường. Nếu bạn nào đã sử dụng phần mềm kế toán Lisa thì các bạn thấy là cái phần mềm bản Pro của tôi, cái tính năng hoạt động nó cũng gần tương tự. Và các cái thông tin diễn giải định khoản, tài khoản thuế, thuế suất và các cái thông tin liên quan các bạn điền tương ứng vào thôi nhé. Nhập xong các bạn nhấn lưu và phát. Đấy là đối với phiếu thu, phiếu chi đây, tương tự. Và đến phần sổ quỹ tiền mặt. Sổ quỹ tiền mặt thì các bạn nhìn thấy này, sổ quỹ tiền mặt ở đây của tôi là phần mềm có tính năng tự động lọc chạy các cái dòng phát sinh liên quan thôi. Nếu như ở bạn Free, bạn nào đã sử dụng phần mềm của tôi thì sẽ hiểu tôi nói là khi mà các bạn chọn sang một cái tài khoản bất kỳ, tôi giả sử đi, tôi chọn sang một người thay, đó, thì đây sổ nó tự động chạy này. Khi các bạn chọn một tài khoản nào đó thì các bạn phải tại cái cuộc xử lý này các bạn phải tự động lọc lại. Thế tuy nhiên với bản Pro này thì nó sẽ tự động lọc luôn cho các bạn và chỉ chạy ra những cái dòng phát sinh thôi. Nó sẽ tự động lọc lại cho các bạn. Mỗi khi các bạn tìm kiếm một điều kiện tương ứng, nó sẽ tự động chạy rồi và chỉ hiển thị ra các cái dòng phát sinh. Tương tự đối phần ngân hàng cũng có mục thu tiền và chi tiền để các bạn nhập liệu các cái nghiệp vụ liên quan đến tiền gửi ngân hàng. Bạn nhìn thấy chưa? Sổ quỹ này. Sổ quỹ không có phát sinh gì xảy ra và khi tôi lọc đến một tờ khai 12 thì nó sẽ tự động chạy ra các cái tài khoản tương ứng giúp cho các bạn công việc làm việc của các bạn, giúp cho cái tiết kiệm được thời gian và tiết kiệm được thao tác cũng như là tiện ích cho các bạn khi sử dụng và làm việc trên phần mềm này. Đó là phân hệ quỹ. Tiếp theo chúng ta đi đến phân hệ kho. Phân hệ kho thì ở đây có gì đặc biệt? Ở đây cũng có các mục mua hàng để các bạn nhập các cái chứng từ mua hàng, bán hàng để các bạn nhập các cái chứng từ bán hàng, hay có các cái sổ sách liên quan. Tôi ví dụ như là phần nhập xuất, đây là một cái form phiếu nhập xuất mà trong quá trình nhập liệu các bạn có thể là
nhập điện được các cái thông tin trên phiếu nhập kho hay là các cái mã vật tư. Các bạn có thể khởi tạo trực tiếp ở trên cái phần phiếu nhập này. Sau khi các bạn nhập xong thì các bạn sẽ tiến hành nhấn lưu lại tại đây. Nếu phần này thì nó sẽ khác hoàn toàn so với cái bản phiên bản free mà các bạn đang sử dụng. Với bản free thì các bạn sẽ vào phần nhập liệu này, nhập xuất này để các bạn nhập trực tiếp. Tuy nhiên với phần phiên bản pro của tôi thì chúng ta sẽ có những cái phiếu nhập kho, phiếu xuất kho riêng chúng ta nhập rất là tiện ích. Tiếp theo tôi sẽ đi đến phân hệ tài khoản cố định và công cụ dụng cụ. Tại mục này thì tôi ở bản pro sẽ có cái mục ghi tăng, sẽ có cái form để cho các bạn ghi tăng công cụ dụng cụ và tài sản cố định nếu trong kỳ hạch toán có phát sinh. Và phần phân bổ công cụ dụng cụ nó có một cái cực kỳ tiện là sao? Là ở đây tôi chỉ cần chọn tháng thôi. Tôi chỉ cần chọn tháng, phần mềm nó sẽ tự động chạy ra các cái công cụ dụng cụ cần phân bổ trong cái tháng đó. Chứ các bạn không cần phải lặp lại sau mỗi lần chọn tháng như bạn free nữa. Bạn có đi là mỗi lần các bạn chọn tháng xong là các bạn phải quay ra cái cột xử lý này các bạn lặp lại. Chứ còn ở đây nó sẽ tự động chạy ra hết cho các bạn. Rồi, tương tự như vậy thì phần tài sản cố định cũng vậy. Nó sẽ tự động lọc theo. Nó sẽ tự động chạy ra các cái tài sản cố định tương ứng với cái tháng mà các bạn chọn ở trên đây. Nhá. Đó là cái điểm khác biệt và tiện ích của tài sản cố định và công cụ dụng cụ. Ngoài ra, đối với bảng phân bổ công cụ dụng cụ thì ở đây nó sẽ có cái mục phân bổ công cụ dụng cụ. Đó, các bạn không cần phải hạch toán mà các bạn chỉ cần thao tác vào đây, nhấn vào phân bổ công cụ dụng cụ thì phần mềm sẽ tự động phân bổ cho các bạn luôn. Hay là tài sản cố định, các bạn cũng chỉ cần nhấn vào khấu hao tài sản cố định là phần mềm nó sẽ tự động định khoản cho các bạn. Tức là các bạn muốn kiểm chứng thì các bạn sẽ vào đâu? Các bạn sẽ vào phần nhập liệu chi tiết này này để các bạn kiểm tra, để các bạn kiểm tra cái phân bổ trong giờ toán này, phân bổ 30 tháng 9 năm 17 đây. Phần mềm sẽ tự động định khoản vào sổ nhập liệu chi tiết, hay là phần khấu hao tài sản cố định cũng dựa vào số liệu trên bảng khấu hao để phần mềm tự động hạch toán. Các bạn thấy sự khác biệt chưa? Nếu bạn nào đã sử dụng cho bản free của tôi rồi thì các bạn biết rằng là đối với bản free các bạn sẽ phải tự động hạch toán toàn bộ vào phần nhập liệu chi tiết. Tuy nhiên khi các bạn sử dụng bản pro thì nó sẽ tiết kiệm rất nhiều thao tác cho các bạn và cực kỳ tiện ích nhé. Các bạn chỉ cần thao tác chọn tháng tương ứng, ví dụ ở đây tôi muốn là phân bổ tháng 10 đi, tôi chọn tháng 10. Sau đó tôi nhấn phân bổ công cụ dụng cụ thì phần mềm sẽ tự động định khoản, tự động định khoản cho các bạn tại phần nhập liệu chi tiết. Các bạn thấy phân bổ tháng 10 chưa? Đó là những cái tiện ích ở trong cái mục công cụ dụng cụ và tài sản cố định. Còn về phần thuế này thì sao? Phần thuế này thì các bạn chỉ cần chọn kỳ, các bạn chỉ cần chọn kỳ và phần mềm sẽ tự động lọc ra những cái hóa đơn trong cái quý tương ứng đó. Tôi ví dụ tôi chọn quý 2 chưa có thì phần mềm sẽ không có gì này. Và tôi chọn lại quý 1 thì phần mềm sẽ tự động lập ra những cái hóa đơn phát sinh trong quý 1 để lên vào thay thế quý cho các bạn. Nếu các bạn nào sử dụng bản free rồi thì các bạn biết là những cái phần này các bạn phải hoàn toàn làm thủ công. Tại cái cột lọc này mỗi lần chọn kỳ xong thì các bạn lại phải lọc lại. Thế thì cái bản pro sẽ giúp cho các bạn là xử lý được những cái thao tác thủ công này để các bạn làm việc nhanh gọn, nhìn, kiểm soát số liệu dễ dàng hơn, được chưa? Tương ứng với nó là bảng kê bán ra cũng vậy. Bảng kê bán ra cũng vậy. Khi các bạn chọn kỳ thì phần mềm sẽ tự động chạy ra các cái chứng từ liên quan đến kỳ tính thuế đó. Đồng thời là tại tờ khai chính, phần mềm cũng tự động lên tờ khai thuế giá trị gia tăng theo từng quý tương ứng cho các bạn. Ở đây có mục khấu trừ thuế quý này. Phần mềm sẽ tôi nhấn vào chữ khấu trừ thuế. Thì phần mềm sẽ tự động hạch toán cái bút toán khấu trừ thuế cho các bạn. Sau khi các bạn lên tờ khai chính được chính xác số liệu rồi thì các bạn làm khấu trừ thuế. Các bạn nhìn thấy này, khấu trừ thuế. Đấy, phần mềm tự động hạch toán cho các bạn nhé.
rất là nhiều tính năng tiện ích. Tiếp theo thì chúng ta đến phần tiền lương. Tiền lương này thì nó cũng tương tự như là các bạn free thôi, không có gì nổi trội. Lương thì tôi khuyên các bạn nên làm một cái bảng tính lương riêng ở ngoài, bởi vì mỗi một doanh nghiệp là các bạn chế một cái bảng lương phù hợp với từng loại hình của doanh nghiệp, nên là các bạn không nên làm ở trên đây, không nên làm ở trên đây, nó lằng nhằng quá. Đấy, nhiều cái mà các bạn không cần đến mà ở trên đây nó có thì nó hơi thừa. Chính vì vậy với bảng lương nhé, tôi khuyên là các bạn nên chỉnh lại một cái bảng lương Excel theo dõi ở ngoài. Bạn nào chưa có thì inbox cho tôi, tôi gửi cho các bạn lương đầy đủ full các cái khoản phụ cấp, trợ cấp và cách tính thuế thu nhập cá nhân, lương đóng bảo hiểm như thế nào là phù hợp. Các bạn inbox cho tôi vào Facebook một like. Được chưa? Các bạn có thể click thẳng vào cái chữ Facebook này thì sẽ ra thông tin Facebook của tôi. Tiếp theo đến phần giá thành. Giá thành ở bản Pro nó cũng sẽ khác rất nhiều so với giá thành ở bản Free. Giá thành ở bản Pro là các bạn sẽ có cái phần tính giá thành với cập nhật các cái chi phí liên quan như thế này. Thì những bạn nào tham gia khóa học, những phần này tôi sẽ hướng dẫn cực kỳ chi tiết. Thế còn ở đây thì tôi sẽ không nhắc đến nữa bởi vì nó hơi lằng ngoằng một chút. Các bạn hiểu được rằng là cái phần giá thành ở trên bản Pro của tôi sẽ có đầy đủ cho doanh nghiệp sản xuất và có thể sử dụng trong được cả doanh nghiệp xây lắp. Thương mại thì chắc chắn là các bạn làm hoàn toàn đơn giản rồi. Thương mại dịch vụ xây dựng và xây lắp. Mục báo cáo tài chính, bảng cân đối số phát sinh. Ở đây của tôi cũng chỉ hiển thị ra các cái tài khoản phát sinh thôi. Nếu như các bạn đang sử dụng bảng free của Mục Lan rồi thì các bạn sẽ biết là ở cái bảng free thì nó sẽ hiển thị ra tất cả các hệ thống tài khoản như thế này. Nó sẽ hiển thị ra tất cả các cái hệ thống tài khoản như thế này, kể cả những tài khoản phát sinh hay những tài khoản không phát sinh nó cũng sẽ hiển thị ra để cho các bạn nhìn, nên là nó rất là rối mắt và khó kiểm soát. Chính vì vậy đối với bản Pro tôi đã khắc phục lỗi này, và khi các bạn chọn vào bảng cân đối tài khoản là nó chỉ hiển thị ra những cái tài khoản nào mà có phát sinh trong kỳ các bạn hạch toán mà thôi. Được chưa? Đây là bảng cân đối số phát sinh và đây là cái khoảng thời gian mà các bạn cần tìm kiếm, có thể tìm kiếm được theo từng thời điểm trên bảng cân đối tài khoản. Tiếp theo là đến bảng cân đối kế toán. Bảng cân đối kế toán thì phần mềm sẽ tự động chạy nhập các cái chỉ tiêu lên bảng cân đối kế toán này rồi, và khi bạn nào tham gia khóa học của Mộc Nam thì tôi sẽ bóc tách cái phần mềm này ra và tôi sẽ chỉ cho các bạn biết là từng chỉ tiêu một trên cái bảng cân đối kế toán này sẽ được nhặt lên như thế nào, sẽ tính toán như thế nào để ra được các cái số liệu như thế này nhé. Đây, bảng cân đối theo hai biểu mẫu. Đây là phần mềm theo thông tư 133. Nhưng bảng cân đối kế toán có hai biểu mẫu là B01A và B01B. Tiếp theo là kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trước tiên báo cáo tài chính. Đây là những mẫu biểu báo cáo trong bộ báo cáo tài chính thứ 5. Và cuối cùng các bạn đi đến phần tổng hợp. Phần tổng hợp này sẽ là phần để chứa đựng các cái phiếu thu. Phiếu thu và phiếu chi. Các bạn nhìn thấy chưa? Phiếu thu và phiếu chi. Ngoài ra thì có các cái phần là in phiếu kế toán hay là công nợ phải thu. Công nợ phải thu, công nợ phải trả. Công nợ phải trả. In sổ sách, các cái sổ sách. Các bạn thấy được rằng là tất cả các cái sổ sách của tôi ở đây nhé, cũng hoàn toàn rất là nhanh luôn, cực kỳ tiện ích luôn. Ví dụ tôi chọn đến 911 này. Các bạn nhìn thấy chưa? Tự động chạy ra sổ cần thiết mà các bạn cần in, và các bạn không cần phải thủ công lọc lại gì cả. Rất là nhanh, thấy chưa? Việc ký chung này, đầy đủ các cái sổ cho các bạn in ấn và phục vụ cho việc quyết toán thuế sau này. Ngoài ra có một cái phần đặc biệt nữa, phần đặc biệt và tiện ích nữa là phần mềm này của tôi có một phép chuyển tự động đến từng thời điểm. Các bạn chỉ cần sau khi các bạn nhập liệu xong, cuối mỗi tháng, mỗi quý hoặc là mỗi năm các bạn muốn kết chuyển thì các bạn chỉ cần click vào kết chuyển lãi lỗ. Các bạn điền cái thời điểm các bạn cần kết chuyển là phần mềm sẽ tự động kết chuyển đầy đủ các cái bút toán cho các bạn đến từng thời điểm. Được chưa? Phần mà làm cho kế toán đau đầu nhất khi sử dụng làm việc trên Excel là cái phần tôi sẽ nói tiếp đây. Và cái bản Pro này của tôi đã giải quyết được cái công việc đó cho các bạn. Đó chính là công việc in ấn các cái phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất.
Đó, vì sao tôi lại nói là đau đầu? Nếu mà các bạn đang sử dụng cái bản free hoặc là các cái phần mềm kế toán Excel khác nhé, thì khi các bạn in ấn, mỗi một lần in ấn thì cái phiếu thu này, phiếu thu hay phiếu chi, các bạn chỉ in từng phiếu một, ví dụ là một vài phiếu thì không sao, nhưng mà khi các bạn làm trong cả một năm thì cái số lượng phiếu thu phiếu chi nó phải lên đến hàng trăm, có doanh nghiệp hàng nghìn phiếu thu phiếu chi. Thế bây giờ các bạn cứ ngồi, các bạn căn phiếu C, các bạn in từng cái một thì đến bao giờ mới xong, đúng không? Cực kỳ là mất thời gian đó. Thế bây giờ sẽ có một cái giải pháp nào, làm như thế nào để nó giúp cho chúng ta có thể là tiết kiệm thao tác, tiết kiệm thời gian đi, chúng ta có thể in ấn hàng loạt. Thì cái bản Pro này nó sẽ có cái tính năng in ấn hàng loạt cho các bạn, in ấn hàng loạt phiếu thu, in ấn hàng loạt phiếu chi, in ấn hàng loạt phiếu nhập và in ấn hàng loạt phiếu xuất cho các bạn luôn. Thế và ở đây thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái thao tác để các bạn có thể in ấn được hàng loạt phiếu thu chi ở trên cái bản sơ đồ của tôi. Phần tham chiếu này các bạn sẽ click vào cái ô số phiếu này cho tôi. Tiếp theo mã chứng từ, ở đây tôi muốn in phiếu thu thì tôi sẽ chọn mã chứng từ là phiếu thu. Phiếu thu in từ số nào? Ví dụ tôi muốn in từ số 001 đến số 005 chẳng hạn, thì tôi sẽ chọn đến số 005. Và ở đây là muốn số bản in là mấy, tôi chỉ cần một, mỗi một phiếu thu tôi in một bản thôi thì tôi sẽ chọn là bản in là một. Sau đó là tôi chọn cái máy in, chọn cái máy in, ví dụ ở đây là Canon 2009 thì tôi chọn Canon 2009. Và tôi muốn in vào cái form sheet này là tôi muốn xem trước khi in thì tôi sẽ chọn vào đây, và sau đó tôi nhấn in thì phần mềm sẽ, máy in các bạn cắm vào thì nó sẽ tự động in ấn cho các bạn hàng loạt các cái phiếu thu nhá. Tiếp theo này, quay trở lại đến phần phiếu chi thì các bạn cũng muốn in ấn, các bạn cũng in hàng loạt như thế, tương tự thôi, không khác gì cả nhá. Tiếp theo là cái phần phiếu xuất kho thì sao? Phần phiếu xuất kho cũng vậy, tuy nhiên phiếu xuất kho thì nó lại có cái số dòng. Ví dụ mỗi một phiếu xuất kho nó sẽ có, ví dụ phiếu xuất kho có hai mặt hàng thì nó chỉ có hai dòng, có năm mặt hàng thì nó có năm dòng, có tám mặt hàng thì nó có tám dòng, đúng không? Thế là ở đây thì cái bản Pro này của tôi nó sẽ có cái tính năng làm sao, khi các bạn chọn lên bất kỳ một cái phiếu xuất nào thì nó sẽ tự động chạy, nó sẽ tự động chạy lọc sẵn cho các bạn cái ô vừa đủ với cái phiếu thể hiện các cái dòng liên quan thôi nhé. Ví dụ đây tôi chọn phiếu xuất thì không ra, nó chỉ có một sản phẩm, nó sẽ tự động lọc hết cho các bạn. Và muốn in ấn thì các bạn cũng nhấn vào in và thao tác như cái phiếu thu cái chi tôi vừa hướng dẫn các bạn in ấn hàng loạt. Nó đã giải quyết cho các bạn rất nhiều những cái công việc lặt vặt, những cái công việc mà làm mất thời gian cho các bạn, nhưng vẫn đảm bảo là các bạn hiểu được bản chất của kế toán, hiểu được quy trình của kế toán, được chưa? Nên là tất cả các bạn nào mà mới bắt đầu làm việc thì tôi khuyên nên sử dụng trên Excel, nó sẽ giúp cho các bạn có một cái nền tảng cực kỳ vững chắc để các bạn có thể là hiểu được cách chạy sổ, hiểu được cách nhập các chỉ tiêu lên báo cáo, làm chủ được cái số liệu trên báo cáo và sẽ tự tin giải trình với thế sau này. Chứ không, nhiều bạn đang sử dụng phần mềm, nhiều bạn hiện tại nay đi làm là ra là có phần mềm sử dụng ngay, nên là rất là bị lệ thuộc cực kỳ nhiều vào phần mềm, đến nỗi là các bạn chỉ biết hạch toán thôi và không biết là phần mềm. Nhiều bạn là chỉ cần biết điền thôi, nhiều khi là nhiều bạn sử dụng Misa là chỉ biết điền số lượng đơn giá thành tiền, còn bút toán tài khoản định khoản không hiểu, cứ để phần mềm tự chạy. Nói chung là lệ thuộc cực kỳ nhiều vào phần mềm, không hiểu gì khó khác hết cho phần mềm, bởi vì phần mềm là nó tự động chạy lên báo cáo cho các bạn hết rồi. Thế và các bạn chỉ cần hạch toán cũng có thể ra được một cái bộ báo cáo tài chính, tuy nhiên cái số liệu đó không đúng bởi vì các bạn chưa có cái nền tảng, không làm chủ được, cũng không biết cách kiểm tra, là cứ mò mẫm tự làm năm này qua năm khác, trong khi đó thuế chưa vào kiểm tra, chưa quyết toán, chưa được giao bản. Nên là tôi khuyên tất cả những bạn nào mới bắt đầu với kế toán, mới ra trường hoặc là quay lại với nghề thì nên bắt đầu từ Excel để có một cái nền tảng tốt nhất, có một cái nền tảng tốt nhất. Và bản thân tôi thấy, tôi đã làm việc và có kinh nghiệm rồi thì tôi thấy là các cái học viên của tôi cũng thế, tất cả những ai bắt đầu từ Excel sau này làm cực kỳ cứng tay nhỉ. Đấy là các cái tính năng nổi trội
của cái bản vừa rồi so với cái bản free mà rất nhiều bạn đã thắc mắc. Ở đây tôi sẽ nhắc đến cho các bạn một cái điều đặc biệt nữa mà rất là thú vị. Rất là nhiều bạn là hình như là tôi chưa thấy cái phần mềm nào có cái tính phần mềm Excel này có cái tính năng này. Cái tính năng rất là thú vị nhưng mà nó lại cực kỳ thiết thực với cái nhóm thế nhà mình, là cái tính năng sổ sách. Tất cả các cái sổ sách của tôi đều có cái tính năng là xuất khẩu ra Excel. Vì sao lại cần xuất khẩu ra Excel? Nếu bạn nào mà đang làm sử dụng phần mềm Excel thì một cái phần mềm nó sẽ có nhiều sheet đúng không? Và khi thuế yêu cầu, khi mà quyết toán ấy, bạn nào làm lâu năm thì các bạn sẽ biết là các bạn làm kế toán không phải là chỉ hạch toán và nộp báo cáo cho thuế là xong, mà thuế họ sẽ có quyền xuống kiểm tra doanh nghiệp mình, kiểm tra về các cái số liệu các bạn, bởi vì là thuế cho doanh nghiệp mình là tự ghi chép, tự khai báo nghĩa vụ nộp thuế và tự nộp tiền thuế, nên họ sẽ có quyền kiểm tra bất cứ lúc nào về cái số liệu doanh nghiệp đã khai báo đã đúng chưa, đã hợp lý chưa, hay là khai khống để trốn thuế. Nên là không chỉ các bạn chỉ không chỉ đơn thuần công việc của kiểm tra thuế là nhập liệu và nộp báo cáo tài chính cho thuế là xong, mà các bạn phải làm sao cho nó phù hợp luật thuế, hợp lý hợp lệ, và khi này sau này thuế xuống kiểm tra doanh nghiệp các bạn phải giải trình cho phù hợp nhé. Đó là sự khác biệt giữa kế toán có kinh nghiệm và kế toán mới ra trường. Thế thì làm sao bây giờ khi cơ quan thuế xuống kiểm tra thì đầu tiên họ sẽ yêu cầu là doanh nghiệp mình gửi file mềm cho họ kiểm tra qua lại ở trên, họ kiểm tra trước, kiểm tra sổ sách trước. Thế và chẳng nhẽ các bạn là gửi cả một cái phần mềm này cho họ thì họ sẽ tìm ra cái lỗi, họ mò ra được những cái điểm yếu của mình trong quá trình mình làm. Chính vì vậy các bạn không nên làm Excel nhé, không nên gửi cả một cái phần mềm cho thuế, mà các bạn phải là gửi từng sổ một. Ví dụ họ yêu cầu là gửi các cái sổ cái, sổ chi tiết, sổ quỹ của các, sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi của các cái tài khoản đó, thì các bạn sẽ phải làm sao xuất khẩu ra từng cái sổ một để các bạn gửi cho thuế. Thế và nếu mà cái vấn đề này là bạn nào mà làm Excel thì rất là vất vả cái vấn đề này, không biết làm nào để có file mềm gửi cho thuế, là đi ngồi cóp nhặt từng tài khoản một rất là lâu đúng không? Ví dụ một năm thì không sao, thì thường quyết toán người ta quyết toán 3-4 năm. Thế thì cái phần mềm bạn vào đầu này của tôi sẽ giúp cho các bạn giải quyết được các cái khó khăn đó. Vì sao? Vì tôi cũng là kế toán, tôi xuất thân từ kế toán, nên là khi mà viết phần mềm ra thì tôi thấy cái điều, những cái vấn đề nào cần thiết cho công việc của mình là ở phần mềm này tôi sẽ bổ sung ngay những cái chức năng đó để giúp cho chúng ta có thể làm việc được xuyên suốt hơn, chuyên nghiệp hơn và nhanh gọn hơn. Đó, chính vì vậy cái phần xuất khẩu Excel ở phần mềm của tôi ra đời. Xuất khẩu Excel. Bây giờ tôi sẽ xuất khẩu thử cho các bạn xem nhé. Dù ở đây tôi muốn xuất khẩu cái sổ quỹ tiền mặt ra thì tôi sẽ làm thế nào? Tôi sẽ xuất khẩu sổ quỹ tiền mặt. Các bạn nhìn thấy nhé, trên bản vào đồ của tôi là nền màu xanh, nền màu xanh. Tuy nhiên khi mà tôi kết xuất ra, khi mà tôi kết xuất ra thì nó lại là nền đen trắng chứ không phải nền xanh nữa. Lúc này thì các bạn muốn căn chỉnh thì các bạn chỉ cần đổi lại phông chữ chẳng hạn cho nó đẹp chẳng hạn, được chưa? Các bạn đổi lại phông chữ và các bạn gửi lại cho thuế nhé. Các bạn đổi lại phông chữ, các bạn có thể là căn chỉnh một chút, căn chỉnh một chút bằng cách là ví dụ tại cái cột xử lý này tôi lọc lại những cái vòng có phát sinh thôi, tôi lọc lại những cái vòng phát sinh thôi và tôi sẽ gửi cho thuế, gửi cho thuế cái phần mềm này. Mục này thì các bạn chỉ cần căn chỉnh lại đôi chút đó, các bạn chỉ cần căn chỉnh lại đôi chút và các bạn gửi cho cơ quan thuế thế là xong. Và chúng ta cũng có thể là kết xuất ra và chúng ta in luôn nhé. Chúng ta kết xuất và chúng ta lưu lại, vừa phục vụ cho việc in này, in ấn này, và phục vụ cho việc là gửi lưu giữ và cung cấp số liệu cho cơ quan thuế xong này, được chưa? Đấy là những cái, đây tôi sẽ mở cho các bạn xem sổ tiền gửi cũng có phần kết xuất này, kết xuất Excel này, hay là phần in sổ sách nhé. Tất cả sổ cái, sổ chi tiết các cái tài khoản của tôi ở đây đều có kết xuất ra một cái file Excel hoàn toàn mới. Các bạn nào đang sử dụng bản pro của tôi thì chưa biết tính năng này thì thử luôn nhé. Và tôi xin nhắc lại là cái phần mềm này của tôi không bán, tôi thiết kế ra để sử dụng
cho công việc của tôi và dành tặng cho các cái học viên của mình sử dụng cùng, chia sẻ cho học viên của mình cùng sử dụng cùng làm trên cái phần mềm này. Thế và bạn nào quan tâm đến cái phần mềm này của tôi muốn sử dụng thì các bạn có thể là tham khảo. Đây là Facebook của tôi, Facebook Mộc Lan nhé. Chuyên làm dịch vụ kế toán thuế chọn gói, dạy kế toán trực tuyến trên toàn quốc. Dạy thì tôi có hai phương pháp dạy. Một là phương pháp tự học qua video bài giảng có sẵn. Hai là học trực tuyến với giáo viên riêng, một thầy kèm một trò trên chính hồ sơ của người đi làm. Nếu các bạn đã đi làm rồi, ví dụ năm nay là năm 2019, đầu năm 2019, các bạn đang lo làm báo cáo tài chính 2018, nhưng không biết bắt đầu từ đâu và không biết làm như thế nào, chưa có phần mềm kế toán Excel tiện ích để sử dụng, các bạn đăng ký học trực tuyến cùng Mộc Lan, một thầy kèm một trò, hướng dẫn các bạn học và làm trực tiếp trên hồ sơ của công ty của các bạn, làm sao các bạn vừa giải quyết được công việc, vừa được học, vừa được làm thực tế và lại xử lý được công việc của công ty mình và lên được báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế đúng thời hạn. Đấy là những cái hay, cái tiện ích dạy kế toán online trên toàn quốc đem lại cho các bạn rất là thiết thực. Còn tôi nhắc tiếp đến cái hình thức thứ hai là hình thức tự học qua video bài giảng có sẵn. Khóa tự học qua video bài giảng có sẵn là như thế nào? Thì đây là một cái trên tường của tôi thì cũng có rất nhiều cái bài mà tôi có kèm link về nội dung khóa tự học qua video bài giảng. Các bạn có thể click vào chi tiết các cái đường link để các bạn tìm hiểu thêm. Khóa học chỉ với 1.499.000, khóa tự học làm kế toán thuế tổng hợp trong hai loại hình doanh nghiệp sản xuất kết hợp thương mại. Khóa tự học qua video bài giảng có sẵn có nghĩa là sao? Thay vì các bạn phải mua phần mềm rồi lại mất tiền là học thêm cách sử dụng phần mềm, rồi lại phải học thêm kỹ năng làm kế toán như thế nào, thì với khóa tự học kế toán qua video của Mộc Lan, khi đăng ký học các bạn vừa được tặng phần mềm kế toán Excel bản Pro miễn phí, vừa được học lại kế toán thuế từ đầu, bắt đầu từ nguyên lý kế toán đến khi lên báo cáo tài chính, và được xử lý các kỹ năng về thuế, về lương, về bảo hiểm xã hội, về giá thành, về lên báo cáo tài chính, về các cái kinh nghiệm chuẩn bị để phục vụ cho việc quyết toán thuế sau này. Ở đây kế toán Mộc Lan dạy làm thực tế nên là đi làm thế nào các bạn sẽ được học. Trong khóa học này các bạn sẽ được học thực hành và làm các cái công việc như người đi làm, vừa được học, vừa được làm thực tế, vừa có kinh nghiệm, vừa thành thạo phần mềm kế toán Excel của tôi và kỹ năng Excel cũng sẽ được nâng lên. Phần mềm này các bạn được tặng vĩnh viễn nên là các bạn có thể sau khi học sử dụng thành thạo ở khóa học của tôi rồi, các bạn có thể đem phần mềm này về sử dụng làm việc cho chính công ty của các bạn sau này. Khóa học tự học qua video của Mộc Lan với mức học phí là 1.499.000. Thế và ở dưới đây là list nội dung các cái bài học mà các bạn sẽ được học ở trong khóa học này. Sẽ có hơn 60 mấy bài giảng, hiện tại thì tôi đang ghi thêm. Đấy. Mỗi bài giảng về một chuyên đề cụ thể trong công việc của kế toán như nào. Các bạn nhìn thấy ở đây tôi có sẽ bắt đầu từ nguyên lý kế toán cho người mất gốc. Nên tất cả những bạn nào ngoài ngành hay kế toán mới ra trường, kế toán lâu năm không làm đến, thì các bạn tham gia khóa học này các bạn đều được đào tạo bài bản ngay từ cái nền tảng đầu tiên, đó chính là nguyên lý kế toán cho người mất gốc. Khi vào cái khóa nguyên lý kế toán này các bạn sẽ ôn lại được các cái nền tảng về kiến thức của thời đi học của các bạn, áp dụng thực tế vào trong công việc. Ngoài ra sau khi nghe xong cái video bài giảng hướng dẫn nhắc lại, gợi nhớ lại về kiến thức nền tảng cho các bạn thì các bạn sẽ được làm một cái bài tập để test kỹ năng nguyên lý kế toán. Sau khi các bạn test cái khóa nguyên lý kế toán làm bài tập chữa bài tập đầy đủ rồi thì các bạn mới chuyển sang cái khóa học tự học cùng Mộc Lan qua hồ sơ mẫu và làm thực tế trên phần mềm kế toán bản Pro. Tất cả những cái bài giảng tôi đưa ra ở đây theo lộ trình này là tôi đã áp dụng được cho rất nhiều các học viên đã tham gia khóa học này và các bạn phản hồi lại cực kỳ tốt. Các bạn học xong các bạn có nền tảng và các bạn hiểu được cái quy trình của một người đi làm kế toán thuế cần làm những công việc gì. Bạn nào mà mới biết đến Mộc Lan thì các bạn có thể vào tường và Facebook của tôi và các cái bài bình luận vào tất cả các cái bài đọc của tôi, các bạn có thể thấy là rất nhiều các bạn đã học và các bạn đã phản hồi về cái nội dung khóa học này như thế nào, nên là các bạn hoàn toàn yên tâm, hay là các bạn chỉ cần nhìn vào cái phần mềm kế toán của tôi cung cấp miễn phí cho các bạn mà các bạn cũng biết được rằng là cái
giá trị mà tôi cho đi các bạn nó là như thế nào. Mà khóa học này mất phí thì các bạn biết là nó đáng giá ra sao, được chưa? Tôi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của Mộc Lan ngày hôm nay. Những bạn nào mà có nhu cầu tham gia khóa học của Mộc Lan thì các bạn inbox trực tiếp vào Facebook của tôi hoặc gọi điện vào số điện thoại 0989466992. Vì số lượng bạn bè của Mộc Lan đã full 5.000 bạn bè rồi nên là bây giờ không thể kết bạn được nữa. Các bạn muốn, nếu các bạn inbox trên tường, các bạn inbox cho Mộc Lan mà tôi không nhận được hay không chưa đọc được hay là nó bị ẩn tin nhắn ấy, thì các bạn kết bạn Zalo với số điện thoại 0989466992 này luôn, hoặc comment trực tiếp trên dưới tường các bài đăng của tôi để tôi biết và inbox lại kịp thời cho các bạn đăng ký tham gia khóa học. Rồi tôi xin được tạm dừng video ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.